Hello các bạn, đây là chào buổi sáng ha. Chúc một ngày tốt lành nha. Thì đầu tiên mình đến với cái video này, mình nói với các bạn về cái con máy 3T613 của mình. Đó, đã gảo một vòng luôn nha. Đó. À, tính ra là vòng vòng là khoảng chừng 70 km nha các bạn, nhưng mà cái 70 m mình đối với cái đường mà thông thường thì nó cũng là không là vấn đề gì nha các bạn, nhưng mà cái số km đó đối với cái đường mà bị cản trở như là lục bình cỏ gác được các bạn, là tính ra nó gần cả 100 cây đó, nó đã vượt qua rồi đó. Khi mà nhìn cái động cơ này nó cánh quạt như gì thì các bạn nghĩ là cái động cơ chạy gió, không phải đâu nha. Động cơ này hôm qua là mình chạy là làm mát bằng nước nè. À, mình có làm muỗng nước nè các bạn, thấy không? Từ dưới lên nè. À, cái này là làm theo kiểu chuyên gia nha, hoặc là ở dưới Cà Mau đó, ở dưới là cái bánh lái nước nè, đồng thời là cái gạt cỏ luôn, là ở trên là mới làm muỗng nước các bạn, là cho nó đỡ cản nước, hoàn toàn là không có cái cổ kiềng nào hết. Thông thường ở trên vùng mình đó, thì đây là cái cổ kiềng nè, để khi mình xài xong đó các bạn thì mình có thể mình gỡ cái này ra rồi mình gắn ống bọng ống bơm cho mình bơm nước, nhưng cái máy này là để chạy không à. Qua đây bon con dấu để luôn nè các bạn, không có hàng nè, có con dấu một hả. Chạy xúc luôn các bạn ơi, xúc cái dấu này luôn qua nè đó, ghê không, mà cũng vượt 70-80 km á. Thì cái hành trình mình là đi từ ở Vĩnh Thạnh Cần Thơ là lúc 1 giờ, nhưng mà tới đây là 11 giờ đêm các bạn, coi như là 10 tiếng liên tục đó, là có chạy có nghỉ. Tại không đi, tại lục bình nó vướng căng cái mũi giỏ không các bạn, lục bình nó vướng ở trước đó chạy nó vượt không được, tại vì chở quá khẩm rồi, còn bình thường thì chạy cũng không dám chạy nhanh nữa. Đây là cái con chiến mã của mình nè, là cái giỏ 8m1. Nó mốt thì chắc cây ba cái cây sắt 6 mét vô nó không có lọt đâu các bạn, nó vừa lọt ở dưới đó thôi, mà nó phải chồm lên đây nè, thành ra nó khẳm mũi, các bạn chạy nhanh quá nó sẽ vô nước ngay trong chỗ này. Đó, vô nước cái chỗ đó thì là đâu có được các bạn. Ra sông cái hồi hôm tới Minh Lương á, không phải, nó Minh Lương là cái đường cũ, hồi hôm tới Bến Nhất các bạn, tới Bến Nhất là khoảng chừng là 10 giờ 9 giờ 9 giờ mấy gì đó. Thì mình đã lọt ra sông Cái Bé, sông Cái Bé mất phương hướng luôn các bạn, nó té đen như mực luôn, cộng thêm gió nữa, sóng ập 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 vô cái vỏ các bạn. Cái vỏ thì nó còn lúc đó thì nó cũng có vô số nước rồi, thì nó còn khoảng 10 cm rồi, khoảng 1 tấc thôi, mà lục bình, đường lục bình không các bạn, ủi vô cày cày luôn. Những này là chiếc này mình cũng may mắn nữa là mình đi mà cái động cơ này nó ủi rất là mạnh, ủi ra đâu khoảng 3 mét lục bình ở trước mũi giỏ liên tục đó các bạn, nó bường tới hoài, nó dạt 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 lục bình chạy tới cái dàm vô là không biết đường vô luôn, nhưng mà cũng may phước ông bà tới cái đường đó, là cái mình bật đèn sáng lên mình thấy cái đường. Nó từ ở đó mình chạy vô tới ở đây là xã Thới Quảng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang các bạn. Chuyền sắt lên xong là đã là 12 giờ khuya rồi, ăn uống rồi ngủ nghỉ luôn đó. Đống sắt này là số lượng là khoảng 20 mấy triệu đó các bạn. Hai mươi mấy triệu nằm trên cái vỏ mình đó các bạn, thành ra ra xong cái mình rất là lo, nghĩa là mình sợ nó vắng quá đó các bạn, vắng quá rồi cướp bóc rồi nguy hiểm quá, nó thành ra mình chạy quyết liệt luôn, hôm điện thoại đồ không nghe luôn, không dám nghe, tại ngừng lại là có mấy cái người ta kè theo các bạn, nhưng mà mình cũng nhanh trí mình nói là người ta kè theo, người ta nó mới nói là ở đâu tôi chỉ đường theo, mà hái vỏ cặp cặp qua bên mình hoài luôn các bạn. Thấy có vấn đề mình nói không sao, tại vì từ tôi còn cái vỏ ở trước cái vỏ ở sau nữa, nó nhiều đó, cái hồi người ta bỏ đi, người ta chắc người ta cũng nghĩ thiệt là có vỏ, nhưng mà thật sự ra mình có một cái vỏ mà các bạn. Mình đi đọc chuyến đồng hành chuyến này
là độc hành đó, nhờ vậy mà mình cũng vượt qua cái gì này, cũng do bề trên phù hộ hay gì đó. Thì hôm nay mình sửa lại là sửa cái trái này. Cái này là cái mái trái chứ không phải cái nhà ngoài chính thức nha các bạn. Bên đây là cái nhà chính thức nè. Nhưng cái mái trái thì trước làm bằng cây cột bình đằng, bây giờ nó đã cũ quá, không lẽ sửa lại bằng cây nữa, thành ra mình sửa lại là bằng ton. Vách ton mà bỏ lá này ra đi, mình làm bằng ton, mà mình cột thì cột cột sắt. Đây là cái lúc mà đang bắt đầu làm, tính đang gỡ đinh rồi đó các bạn. Này trước là tới sau cho các bạn coi chơi. Cái video này không có ngụ ý gì nha, chỉ là mình nói chuyện với các bạn thôi, bình thường thôi đó. Đây là toàn cảnh của cái mái trái nhà mình sắp sửa đó, mình quay đoạn cho các bạn coi chơi thôi. Rồi sau đó mình sẽ lột hết cái lớp này ra, sẽ làm lại bằng ton cột sắt nha các bạn. Mấy số đèn này là dẹp trên con đi. Hôm qua mình vượt qua được cái khó khăn đó là cũng nhờ cái bộ này nữa các bạn. Này nè, đem ra cái bộ đồ này đem rất là đắc lực nha. Đi đâu mà có cái bộ này, bởi vì cái bộ đồ này nè là của dân đua xe đó các bạn. Tới chừng mà cái nó có vấn đề gì là lấy cái bộ này ra xử lý được hết nè. Nhưng mà tiếc cái là cái bộ này nếu mà có thêm cái mỏ lết với cái kìm bấm nữa là ok. Nếu mà có bạn nào mua cái bộ Rapman này nè, các bạn nhớ mua thêm cái kìm bấm với cái mỏ lết nha, nó không có đâu nha. 150 món đó. Rồi một lần nữa mình trở lại toàn cảnh các bạn coi. Mà mình quên nói thêm cái Yamaha 3T của mình hôm qua chạy là lý do nó xịt khói đó các bạn. Xịt khói là tại vì đây nè các bạn, ống dây dầu trả nè. Nó chập vô đây, phải không? Rồi nó đứt đi, ống chạy ống nhiễu bắn dầu vô đây nè, xịt khói sùm cho mới đầu mình tưởng là khói sạc ti là đường này. Phải không? Không ngờ đâu. Tới chừng coi kỹ lại là các khói đường kia, thành ra cho ống chạy thoải mái luôn, dầu trả đâu có nhiêu đâu các bạn. Bơm dầu rất tốt nha. Bơm dầu theo kiểu này là ok lắm, tại vì khi mà bơ dầu nó đủ các bạn sẽ ti thì cái da bơm nó sẽ bị treo. Rất bền luôn nha. 3T63 mình người ta nói sao lửa thử vàng gian nan thử sức nha các bạn. Cái này là cái động cơ này bây giờ thôi là thuộc về con ngựa chiến rồi đó. Sau cái trận chiến này thì mình sẽ đem về nhà, rồi ai có nhu cầu mà xài cái 3T63 này các bạn, mình sẽ nhượng lại nha. Tại vì mình đi chiến này là đủ vốn rồi, cũng như là coi như là mình test luôn cho các bạn đó. Động cơ Yamaha 3T63 chưa rửa, tại vì không có thời gian rửa nha các bạn. Đây vì một lần nữa mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn coi 3T63 nha. Cái này rửa ra một cái là đang thui đang thì lì luôn đó các bạn. Mình cũng nói thêm cho các bạn biết là cái động cơ này người đã có người đề rồi nhưng mà nó bị dược tóc á, người ta chê ta bỏ ra đó các bạn, nghĩa là chạy hết ra đó, hết ra không đó. Mà như mình may mắn là mình khắc phục được rồi, thành ra cái vấn đề mà dược tóc nó không còn nữa các bạn. Mở cái hộp ra mình xử lý xong rồi còn miếng con rồi. Về mình sẽ cắt cho gọn gàng lại, như bây giờ là cắt miếng con mướp để vô. 3T63 rồi thêm cái cánh quạt này các bạn. Cánh quạt này tại sao mình phải để cái cánh quạt này? Cánh quạt này là hôm qua là gỡ con ốc là mở ra không được các bạn, thành ra dặn cho lại gỡ gãy hết con rồi. Đây nè, còn con nữa gỡ không được rồi thôi gấp quá đi luôn. Nhưng mà cuối cùng á, cái thất bại đó lại là cái hay của cái này. Bởi vì ông bà mình nói là tái ông mất ngựa biết đâu là phúc các bạn. Cái này là khi mà mình còn cái cánh quạt này đó, mình cuột cái dây ga này vô đây, cái vô đây nè các bạn, cái mình dặn lên gì nè, dặn lên gì là nó kéo cái dây ga nó lên ra đó. Lên ra bằng cái cánh quạt gió lợi hại không các bạn đó, nè cái cơ ấu đó nè đó. Nè cơ cấu ga nè đó, luôn các bạn ơi.